Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ trích Hàn Quốc và Ukraine vì những gì mà bà tuyên bố là hành động khiêu khích quân sự chống lại Bình Nhưỡng. Tuyên bố của bà Kim Jong-un được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan tình báo Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên điều lực lượng đến chiến đấu cùng Nga trong chiến dịch ở Ukraine. Bà Kim nói, một hành động khiêu khích quân sự chống lại một quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể dẫn đến tình huống khủng khiếp, không thể tưởng tượng được đối với các chính trị gia và chuyên gia quân sự ở bất kỳ quốc gia lớn nhỏ nào trên thế giới. Bà Kim cáo buộc Seoul và Kiev phối hợp đưa ra những nhận xét liều lĩnh về các quốc gia có vũ khí hạt nhân. Nữ quan chức cho biết thêm rằng một cuộc điều tra đang được Triều Tiên tiến hành để xác định thêm thông tin chi tiết về các máy bay không người lái mà Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul phóng sang nước này mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Triều Tiên. Bà Kim nói, không ai biết chúng tôi sẽ trả đũa như thế nào, đồng thời tuyên bố nhiều sản phẩm chính trị mà Hàn Quốc gửi đi đã được tìm thấy ở Triều Tiên một ngày trước. Hàn Quốc và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Một phái viên Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 10 bác bỏ cáo buộc của Hàn Quốc và Ukraine về việc binh sĩ Triều Tiên sát cánh cùng quân đội Nga, gọi đây là tin đồn vô căn cứ, khẳng định mối quan hệ giữa nước này với Moscow là hợp pháp và hợp tác. Cùng ngày, đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev nhấn mạnh sự hợp tác với Triều Tiên không nhằm mục đích chống lại lợi ích an ninh của Hàn Quốc. Ông tuyên bố sự hợp tác này được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tờ Kiev Independent ngày 22 tháng 10 cho biết Triều Tiên mới đây đã lên tiếng chính thức về những tin đồn liên quan đến việc Bình Nhưỡng gửi quân đội tới Ukraine để hỗ trợ Moscow. Đại diện ngoại giao Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết quan hệ giữa Triều Tiên và Nga là hợp pháp, hữu nghị và dựa trên tinh thần hợp tác song phương. Chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải bình luận về những tin đồn vô căn cứ liên quan tới hợp tác quân sự giữa hai nước. Phái đoàn Triều Tiên nhấn mạnh, những cáo buộc cho rằng Bình Nhưỡng gửi quân hỗ trợ Nga là hành vi bôi nhọ và hạ thấp quan hệ đối tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận các thông tin của truyền thông phương Tây về việc quân đội Triều Tiên xuất hiện tại Ukraine. Ông Peskov nói, đó chỉ là một thông tin bịa đặt khác. Sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên không nhằm vào các nước thứ ba. Moscow và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực. Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên triển khai hơn 10.000 lính tới Ukraine để hỗ trợ chiến dịch đặc biệt của Nga. Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc tuyên bố Washington chưa thể xác thực thông tin này. Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 23 tháng 10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược, kêu gọi lực lượng tên lửa chiến lược nước này duy trì tư thế phản kích để ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, trong chuyến thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kiểm tra năng lực sẵn sàng hành động răn đe chiến lược liên quan trực tiếp đến an ninh nhà nước, bao gồm chức năng và năng lực của các cơ sở phóng tên lửa tại các căn cứ tên lửa và nhiệm vụ chiến đấu tên lửa chiến lược. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thời điểm diễn ra chuyến thị sát. Lưu ý rằng, lực lượng tên lửa chiến lược là cốt lõi trong lực lượng răn đe chiến tranh của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhấn mạnh đến một nguyên tắc quan trọng của chiến lược quốc phòng Triều Tiên là hiện đại hóa về mặt kỹ thuật toàn bộ lực lượng vũ trang với lực lượng tên lửa chiến lược là ưu tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa và củng cố hơn nữa các căn cứ tên lửa chiến lược cũng như tất cả các căn cứ cần hoàn toàn sẵn sàng duy trì năng lực phản kích toàn diện để có thể nhanh chóng giáng đòn phản kích chiến lược vào kẻ thù bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quân đội Nga đã treo cờ Triều Tiên trên một đống đổ nát ở làng Tsukurino mà họ vừa giành quyền kiểm soát ở Donetsk. Lá cờ được treo trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng tình hình binh lính Triều Tiên được đưa đến tham chiến ở Ukraine. Một lá cờ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được nhìn thấy bay bên cạnh quốc kỳ Liên bang Nga và được cắm sau khi quân đội Nga giành quyền kiểm soát Tsukuriko. Bức ảnh được chụp hai lá cờ đăng trên kênh Telegram. Phóng viên Chiến tranh Mùa Xuân Nga chú thích cho bức ảnh biết, các chiến binh của chúng tôi gây ra sự cuồng loạn trong hàng ngũ kẻ thù bằng hành động của mình. Phóng viên chiến trường Alexander Coates cho rằng, đây là cách các chiến binh Nga thuộc nhóm quân trung tâm đã chế nhạo quân nhân Ukraine trong bối cảnh có hàng loạt thông tin nói việc binh sĩ Triều Tiên được đưa tới Ukraine tham chiến cùng quân đội Nga. Vài ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ đang chiến đấu cùng quân đội Nga, Ukraine đang chiến đấu với ba quốc gia Nga, Iran, Triều Tiên. Ông nói khi trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về giả thuyết
triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga trước khi họ tới Ukraine. Seoul gọi đây là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Hàn Quốc cho biết họ sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn chống lại Triều Tiên và Nga vì hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa họ, khuyến khích Triều Tiên rút quân ngay lập tức khỏi Nga. Cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân tới giúp Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine và đã cử 1.500 binh lính đến Vladivostok để huấn luyện. Đáp lại tuyên bố của ông Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết rằng NATO không có bằng chứng nào về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên ở Ukraine. Người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cũng không thể xác nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong khu vực. Triều Tiên phủ nhận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10 tháng 10 đã bác bỏ tin đồn quân đội Triều Tiên tới Ukraine là tin giả. Đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cũng đã bác bỏ thông tin nước này gửi binh sĩ hỗ trợ tới Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là tin đồn vô căn cứ, đồng thời nói thêm rằng sự hợp tác của Triều Tiên với Moscow là hợp tác và hợp tác. Về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của chúng tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những tin đồn dập khuôn vô căn cứ nhằm bôi nhọ hình ảnh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và làm suy yếu mối quan hệ hợp tác, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia có chủ quyền. Đại diện Triều Tiên phát biểu trong một phiên họp của Ủy ban của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế hôm 21 tháng 10. Nga hôm 21 tháng 10 cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh đó, Moscow kêu gọi bạn bè và đối tác kiềm chế ủng hộ kế hoạch chiến thắng, công thức hòa bình và hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Kiev thúc đẩy. Alexei Polishchuk, vụ trưởng các nước CIS của Bộ Ngoại giao Nga, nói với RIA Novosti, trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky không có kế hoạch hay chiến thắng, cũng như trong công thức hòa bình của ông ấy không có hòa bình hay công thức, và trong hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Birkenstock không có hòa bình hay hội nghị thượng đỉnh. Ông Polishchuk nói ngày 21 tháng 10 về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Chúng tôi cảnh báo các bạn bè và đối tác của mình không nên hỗ trợ những sáng kiến và định dạng mang tính tối hậu từ này, mà họ đang cố gắng kéo vào bằng những phương pháp lừa dối và gây áp lực. Một báo cáo hôm đầu tuần cho biết, Triều Tiên được cho là đã cử lực lượng mặt đất tham gia xung đột ở Ukraine, đã cử các phi công chiến đấu có thể lái máy bay chiến đấu ở Nga. Một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hồi tháng trước đã cử phi công chiến đấu đến Vladivostok, một thành phố ở vùng viễn đông Nga, trước đợt triển khai lực lượng mặt đất đầu tiên vào ngày 8 tháng 10, theo hãng truyền thông Chosun của Hàn Quốc đưa tin. Báo cáo cho biết, chương trình này có thể bao gồm cả việc huấn luyện binh sĩ Triều Tiên trên các máy bay chiến đấu của Nga, nhưng không thể loại trừ khả năng Nga, quốc gia vốn thiếu phi công trong xung đột Nga-Ukraine, đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Triều Tiên. Cả Ukraine và Hàn Quốc đều cáo buộc Triều Tiên gửi quân tới hỗ trợ nỗ lực xung đột của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điện Kremlin tuyên bố rằng hợp tác với Triều Tiên không nhằm vào nước thứ ba. Hôm đầu tuần này, một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc lần đầu tiên bác bỏ những cáo buộc từ Kiev và Seoul, cho rằng cáo buộc của họ là những tin đồn dập khuôn vô căn cứ và rằng Bình Nhưỡng có mối quan hệ hợp tác và hợp pháp với Moscow. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 22 tháng 10 đưa tin, Seoul đang cân nhắc việc cử nhân viên tình báo tới Ukraine để theo dõi xem liệu có bất kỳ binh sĩ Triều Tiên nào đang chiến đấu trên chiến trường Ukraine hay không. Nước này cũng đang xem xét việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho biết trong một báo cáo năm 2021 rằng Triều Tiên sở hữu hơn 900 máy bay chiến đấu. Các máy bay chiến đấu có năng lực nhất của nước này được mua từ Liên Xô, bao gồm máy bay tấn công mặt đất Su-25 và máy bay chiến đấu MiG-29. Các chiến đấu cơ Su-25 đã được sử dụng rộng rãi trên bầu trời Ukraine. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở ORIX của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng 114 máy bay của Nga đã bị phá hủy và 15 chiếc bị hư hại kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, trong đó có 34 máy bay Su-25. Báo cáo tình báo Mỹ cũng tuyên bố rằng do thiếu nhiên liệu và lo ngại về máy bay cũ, các phi công của lực lượng không quân Triều Tiên chỉ có 15 đến 25 giờ bay trên không mỗi năm, khiến họ không được huấn luyện đầy đủ và không thể duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong khi đó, lực lượng không quân Hàn Quốc hôm 22 tháng 10 cho biết các lực lượng chỉ huy của họ đã gặp những người đồng cấp Mỹ trong cuộc họp tại căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 60 km về phía nam. Một trường an ninh được đánh giá trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích và quyết định đưa quân tới Nga. Thưa quý vị, theo Yonhap, ngày 22 tháng 10, một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc tiết lộ nước này đang cân nhắc cử một nhóm quân nhân tới Ukraine để theo dõi các binh sĩ Triều Tiên đang được triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Nga.
nguồn tin cho hay có khả năng sẽ cử nhân sự đến Ukraine để theo dõi chiến thuật và năng lực chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên triển khai tới hỗ trợ Nga. Nếu được triển khai, nhóm này dự kiến sẽ bao gồm các quân nhân từ các đơn vị tình báo, những người có thể phân tích chiến thuật chiến trường của Triều Tiên hoặc tham gia thẩm vấn người Triều Tiên bị bắt. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, một sự thay đổi tiềm tàng so với chính sách hiện tại là không trực tiếp cung cấp viện trợ sát thương. Nguồn tin lưu ý, trong khi theo dõi các dấu hiệu hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, các biện pháp đáp trả sẽ được thực hiện theo từng bước. Thay vì vũ khí sát thương, vũ khí phòng thủ sẽ được ưu tiên và ngay cả khi viện trợ sát thương được cung cấp, cách gửi chúng gián tiếp sẽ được xem xét trước tiên. Hàn Quốc vận hành một loạt hệ thống vũ khí phòng thủ, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung Chung-gung 2. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Chun Ha-kyo cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng viện trợ nhân đạo và hậu cần của Hàn Quốc cho Ukraine như mặt nạ phòng độc và khẩu phần ăn dã chiến có thể tiếp tục triển khai. Khi được hỏi về những gì Nga có thể cung cấp cho Triều Tiên để đổi lấy việc triển khai quân tới hỗ trợ, ông Chun Ha-kyo cho biết, bộ này cho rằng Moscow có thể hỗ trợ tài chính hoặc công nghệ tiên tiến cho Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, binh lính Triều Tiên có thể học hỏi rất nhiều thứ, như về vai trò lớn của những chiếc UAV giá rẻ trên chiến trường tại Ukraine, thứ vũ khí ngăn ngừa tình trạng tập trung quân và giảm mức độ gây bất ngờ. Giới chuyên gia đánh giá rằng, Triều Tiên có thể được Nga hứa hẹn sẽ cung cấp công nghệ vũ khí hiện đại, hỗ trợ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc Woodward cho rằng, phía Triều Tiên sẽ yêu cầu Nga trả cái giá cao để đáp lại việc Triều Tiên đưa quân sang Ukraine để giúp đỡ. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Jun Kook Wang cũng phán đoán rằng Triều Tiên mong chờ Nga đền đáp bằng viện trợ quân sự, viện trợ tài chính, thậm chí bằng công nghệ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Richard Fontaine thuộc Trung tâm An ninh Tân Mỹ cho rằng Nga có thể sẽ cung cấp công nghệ tên lửa và công nghệ tàu ngầm cho Triều Tiên, khiến Triều Tiên hăng hái trợ giúp Nga. Triều Tiên đã bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006 do chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Các biện pháp trừng phạt đó đã gia tăng cường độ theo thời gian. Hãng tin Yonhap ngày 21 tháng 10 dẫn lời đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ điều mà họ gọi là đồn đoán vô căn cứ từ phía Ukraine và Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên đã điều động quân sang hỗ trợ Nga chiến đấu chống lại Ukraine. Vị quan chức Triều Tiên này cho rằng cáo buộc đó là nhằm bôi nhọ hình ảnh Triều Tiên và làm suy yếu sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!